tiếp cho anh em gặp cuộc quay nay hàng zin tháo xe Thái về nha anh em. Đúng là zin tháo xe chưa sử dụng tại Việt Nam, tình trạng là sơn si zin toàn bộ, ti zin đẹp nha, không xước, không xì nhớt nha anh em, như chúng nhảy ngon lành, hơi hám còn ok nha. Cặp phục nay zin tháo xe này mình bán giá 1,2 triệu nha anh em. Đó, anh em cần alo mình nha. Đó, tình trạng là si zin như hình nha, họ so sơn zin đẹp luôn, ti đẹp nha. Đó, ti đẹp, không xước, không lém hết nha anh em, chúng hơi hám rất là ok nha. Rồi, cái này cũng là si zin nha anh em, lò xo sơn zin ti đẹp luôn nè. Rồi, cặp này bán 1,2 triệu nha, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Đúng nay zin tháo xe Thái về, chất lượng nhúng bao đỉnh nha anh em, anh em cần alo mình, 1,2 triệu cặp này nha.